đủ xanh nó chưa vô nhà thiệt các bạn. Chờ hàng quỷ này vô nhà, quỷ này vô nhà. Trời, mày là đồng nghiệp của tao đúng không? Tao chắc mày là đồng nghiệp của tao luôn á. Ấy, mình đã có 265 đô rồi các bạn. Không hiểu tại sao. Mình sẽ đi ngủ các bạn ơi. Nãy trộm khá là mệt. Ấy, mình sẽ tối vậy, ngủ đến tối luôn. Nói chung là đến tối nó sẽ dễ trộm hơn các bạn. À rồi rồi rồi, mình đã mua được cái mẹo để mình khóa cái cửa rồi các bạn. Nói chung là ok, ổn. Được cái lối. Để qua khu phố các bạn, qua lại cái nhà 101 các bạn. Để mình trộm. Nãy là mình trộm nguyên khu đó, giờ mình sẽ quay lại các bạn. Cũng khá là nhiều người đi cái đường này nên các bạn phải canh chừng để họ biết các bạn. Ê, ok không? Có ai trong nhà không? Ôi. Ôi. Không, mình sẽ không được giết được các bạn. Ta lên. Ê, ơi. Sao mà chợ được đây hả? Để nó có thấy biết cái xe bất ngờ đó bạn ơi. Anh Yên đang rình rình chứ. Đó. Ôi shit, xe tao đó. Quỷ này. Thằng quỷ này nó báo cảnh sát rồi bạn ơi. Chạy 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 chạy. Cảnh sát bắt là ăn hết luôn các bạn. Cảnh sát kìa. Ơi. Nói chung là chạy ra khỏi cái khu này các bạn ơi. Đang dí theo mình á. Oh shit. Là Ben. Ren ở thân biết nè các bạn. Dễ dàng phá vỡ hàng rào tivi. Một khóa cụ dễ phá. Bây giờ mình học được một vài thứ. Còn hacking tool thì mình không biết các bạn. Hacking tool là một cái dụng cụ để hack các bạn. Học cái đó ở đâu ta? Đây, chìa khóa cửa trước. Ok. À để cái này là mình trộm được nha các bạn. Mấy bên này chứ mình chưa. Mình nói chung là mình chưa có. Đây mình sẽ bán một vài thứ như là mấy cái chảo rồi cái microwave nha các bạn. Sao để học cái học locking bit level 1 nha. Chắc mình phải về nhà các bạn ơi. Đây là cái nơi để mình làm việc mà học làm sao để có thể học cái. Ê, bộ khóa khóa. À, ok các bạn, mình sẽ học skill locking bit kỹ năng đây. Học có khóa level 1 bạn, ghi chú nè. Để phàn phá hỏng lấy được cái tivi. Đó hình mình đã lấy hai cái khu xóm mà bạn, đây là 101 là không có gì hết, chỉ vô phá chơi. Rồi là đấy. Mình làm cho thằng Vinny nè các bạn. Ok man, mình sẽ đi mua cái bộ khóa khóa này nè. Xong, anh Yên lại gọi cho mình. Đây. Mình sẽ sẽ thử nha các bạn. Đi rotate. Ở đây một chút xíu nha các bạn, ở đây nè. Nghi là nó ở đây. Nó là gãy rồi, nó gãy các bạn. Mình trái là bên đây một chút xíu nè các bạn ơi. Ơ, à, ơ, à, ngon. Nói chung là mình sẽ đi qua cái khu nhà Green Hill 101 nè vào ban đêm các bạn. Và khoảng 7 giờ hả? Nên là thế là mình chỉnh để mình phải ngủ các bạn, mình cứ ngủ chờ đợi 7 giờ. Ấy. Phát. Và 7 giờ rồi nha. 7 giờ sáng rồi các bạn, đây là sáng chứ tối gì đúng không? Trong đó là cụm cụ để mình hôi của đó các bạn. Đấy. Giờ sẽ qua căn nhà. Ô, lúc nào cái khu đó nó cũng sẽ đông người. Tại sao không hiểu? Mình cũng chả hiểu luôn các bạn ơi. Lúc nào khu đó cũng đông người. Đây là thanh niên. Giờ bạn đậu xe bậy bậy là nó bắt đầu nó nghi ngờ ở đây gọi công an mấy bữa nữa. Mấy thanh niên ghê lắm. Xe tao đậu sao kệ tao ấy mày. Phải đậu dấu dấu dấu. Dấu dấu thì nó càng phát hiện bạn ơi. Nghe chiếc xe này cay thế nha. Nói chung là mình đang cướp tiền mình mua xe mới bạn. Hết hồn. Dạ hả? Lô. Ê. Ê. Thói quen chủ nhà ao. À, cái này là thói quen chủ nhà bạn ơi.
mình sẽ quan sát cái thói quen của chủ nhà trước. Đây, đã phát hiện chủ nhà rồi bạn. Ở ngoài phòng khách, như là ổng đi vô phòng khách. Hello, hello, tao không làm gì hết, tao không làm gì hết, tao chỉ là người đi ngang. Cút mẹ em đi. Ê, à, em làm gì đâu? Trời, xe đẹp chị ơi. Như là ổng ở đâu ta? Nào, ổng mới đi ra ngoài. Ê, ấy à, ổng đi ra ngoài phải không? Đi ra ngoài các bạn ơi. Ra ngoài. Đi ra ngoài, ừ. Chết bà. Có cái cửa nào không? Ui, thanh niên chơi lớn chơi. Đúng rồi. Ê, giờ mình phải quay lại các bạn. Phải lại quay lại nhà để mình lấy cái khóa cửa. Để thôi thở nhờ. Có thể lấy nhiều lên được một chút xíu, không biết tao gỡ ngu rồi mà. Nghe. Yeah. Phải lẹ lên để mình quay lại bạn ơi. Mình mua cái chục cái luôn bạn ơi. Để bạn có thể thấy. Ừ. Cây cứu à. Quá mà giờ mình phải quay lại, không biết ổng có về chưa thì mình biết ổng về chưa ta. Nhét nhét vô sâu sâu xíu. Đâu. Ý. Ổng chưa về bạn ơi. Ổng ra ngoài sắp về rồi. Ý. Được. Ui. Lẹ lẹ lẹ. Rồi. Rồi rồi bạn ơi. Sắp rồi đánh. Ông sắp về rồi kìa bạn. Ông sắp về rồi, ông sắp về rồi, ông sắp về, ông sắp về. Về 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 về. Làm chưa? Ôi xong rồi bạn. Yes. Làm lẹ vãi. Làm phát được liền luôn bạn. Đấy. Mày dung mờ ám gì xong rồi biết được hay hả? Đây. Gửi hộp qua cho trời đen. Đây mình sẽ lên máy kính, ấn cá là nó qua liền. Free ship. Ấy à, hộp đồ chơi bạn. Phải. Thế là mình bán được trăm đô bạn. Mấy hàng này kiểu như giang hồ vậy đó bạn. Thấy là cái cãi hồi là qua đập cửa kính nhà ta luôn. Chứng minh là cửa kính seller đó bạn. Đấy. Mấy qua nhà. Qua nhà 112 bạn trên bản đồ. Ở đâu ta? À, bên vòng bên kia. Đi đường vòng bạn. Cái cướp dạo này bố láo lắm. Qua đập đồ ầm lum. Ở đây cũng có khá là nhiều người. Mình dẫn xe hả? Dẫn xe ở bên đây. Dẫn xe chạy đâu cho lẹ ta. Đây dẫn xe ở đây các bạn, dẫn xe ở đây. Để mất công báo cảnh sát nữa. Thanh mấy thanh niên bữa tự nhiên đang ngồi báo cảnh sát bạn. Ở đâu? Ê đừng nghi ngờ tao, tao vô tao hỏi thăm thôi. Mình nghe nghe ngóng chủ nó. Hey, what happened? Mọi mày chạy. À, chạy. Chạy. Chạy 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 chạy. Chạy dê chạy dê. Cảnh sát tung là ăn liền đó bạn. Tung một phát là chết. Rồi cảnh sát xuống kìa. Bạn phải né cảnh sát. Mày. Mày nhớ mình né rồi mà ta. Thằng này táo rồi. Chơi bố mày là mày sai rồi con ạ. Chơi bố mày là mày sai rồi. Chạy ngược đường lại nha các bạn. Lẽ mở cửa. Đơ mở. Đúng rồi. Sao nó báo nhanh vậy. Ôi chết bà. Hai đường đều có luôn rồi. Thế thì toan rồi. Nhìn lên bản đồ kìa các bạn. Ủa mày chạy đường này. Đuổi được không? Đuổi được. Trời ơi. Hư rồi. Mày bắt tao đi. Mày bắt tao đi. Mấy xe tao hư rồi. Trời nó bắn chết luôn. Lẽ giờ mình sẽ chờ các bạn. Mấy chờ này. Đã phát hiện chủ nhà. Hai chủ nhà luôn. Ra ngoài đi ba. Qua ngoài đi, tao núp ở dưới đây. Ôi, nó ngủ rồi bạn. Ôi, chưa đi đâu. Ê, phòng ngủ một. Đi xong yêu cầu bạn phải chạy nhanh lên. Ơ. Làm sao mình có. What the fuck? Camera bạn ơi. Camera giờ đặt đâu? Giờ mình phải trốn bạn. Ôi, tao là người đi đường. Tao là người trong á. Ê, hình như mình phải trốn vô cái nhà này. Tại nó có camera bạn. Oh shit. Ừ, ngon. Nhưng không biết bạn ơi. Hey, what happened?
Hết chu rồi. Ê Lan, hành lang, quay hành lang. Lan chứ không phải chỗ này chứ hả? Nè đi chỗ này chắc tao chết luôn á. Nồi mấy anh ơi, đi nhanh lẹ đi cho nồi. Ê Vương, 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 đủ mé nó ra vườn. Chanh á. Giờ mình đập, mình cũng không chạy trốn được bạn ơi. Giờ mình phá được không bạn? Phá là hỏng kế hoạch hết. Bỏ xe luôn, bỏ xe. Nghe. Ôi, cảnh sát kìa. Ủa sao nó biết được hay ta? Núp 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 núp. Núp 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 bạn, núp bạn. À giờ mình phải núp. Nãy giờ chờ đó. Núp trong đây các bạn. Mình chạy trốn thì không được thì mình phải núp. Bạn vô đó, bạn bẻ khóa. Hết hồn ba. Nó vừa đi ngang qua luôn á. Ơ, chết cha, hết hồn. Thôi anh ơi, đi đi anh ơi. Trời ơi, em có làm gì đâu hả? Đập cửa kính nhà ta thôi, đâu kết tội hai sao được lẹ vậy. Còn một sao hả bạn? Còn một sao là bạn nó sẽ đi tìm kiếm bạn đâu đó. Còn một sao núp luôn, núp trong đây luôn. Má không biết khôi hết trời. Đi khôi không men? Anh ta tự hửi thấy hồi lắm rồi đó. Trời ơi, chuột chết tùm lum. Hello, ta là vô gia cư, ta là người vô gia cư, hiểu không? Vô đó núp chơi coi có gì ăn không mà. Mà giờ không ngờ là không có gì ăn hết. Rồi xong phi vụ rồi. Lên hạng rồi bà con ơi. Bạn có thể qua cửa hàng cầm đồ nha bạn. Mới đầu vô là mình qua cửa hàng mình cầm đồ á, mình bán được có nhiêu đâu. Qua cầm đồ ở đâu đó. Ấy thanh niên Vinny đó cơ. Mình phải học thôi bạn, mình phải học skill. Học bích lóc tăng cấp bằng cách ăn cắp đồ. Giờ mình phải qua mình ăn cắp đồ. Lụm lụm cái nhà giàu giàu xíu bạn. Để mình đi vòng vòng coi lụm nào nhà nào giàu à. Ý nhà này có vẻ hợp lý. Nhà này có vẻ hợp lý bạn. Chủ nhà đâu? Ê chủ nhà. Ui không được bạn ơi. Nhà này không được đó bạn. Nhà này toàn có mấy khu giàu 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 không mà. Mình chắc mình quay lại nhà nãy bạn ơi. Để coi cướp được quái gì. Chơi nhà lớn. Ơi trời, mé mới đụng vô 2 đô rồi. Chơi chơi nhà lớn lớn cũng được. Nhưng mà chưa có mấy này nó chơi nhà giàu quá. Nó chơi khóa tiêu chuẩn không được bạn. Nó sẽ lùng. Ê ê, em vô nhầm nhà em tưởng nhà bạn em chị ơi. Ui, nữa nó thay ổ khóa rồi bạn. Thay ổ khóa chi trời. Nó đang ở đâu? Lụm liền. Lụm liền. Có là lụm. Không biết hai người đó đang đâu bạn. Nhưng nó bên phòng ngủ bạn, nó bên đây nè. Bên đây, nó bên đây nè. Chưa báo cảnh sát, chưa báo cảnh sát bạn. Nó từ từ lại thôi bạn, nó bình tĩnh lại. Yeah, cảnh sát rồi. Chạy xuống đây có thùng rác, có thùng rác. Hey, hello, hello, hello. Chúng tôi đã quay trở lại rồi nè anh em. Chúng tôi sẽ quay lại cái nhà này. Nhà này nó giàu lắm. Thiệt luôn á. Ê, lên. Mày ơi, thanh niên. Ê, chủ nhà chỉ có còn lại một người thôi. Khá là cool và ngầu. Dưới đây có gì ăn cắp không? Ơi có cái đèn nè. Để ăn cắp được bạn. Ăn cắp được là bà biết. Tắt đèn. Vô được rồi bạn. Mình vô được rồi. Cắp được cục xào bông luôn rồi. Mấy ảnh. Oh shit. Nó gần lắm bạn. Nó chạy ra là mình phát hiện tiền luôn á. Không cướp được đâu. 2 đô vậy. Không 15 đô. Con 15 đô. 15. Tắm có gì. Dạ tao cũng bữa mấy ngày nay tao chưa tắm nữa nè. Có luôn bạn ơi. Chẳng ông này có đồ giá trị. Đúng quang. Đúng rồi, tối nay về chiêu. Tối nay về chiêu tụi bay ơi. Nếu mà ăn được cái phi vụ này thôi nha. Ui cái chắc. Mở cái chắc chứ. Có đồ đầy rồi. Có đồ đầy rồi. Ui chết bà, nó nghe tiếng chân. Quên. Hấp tấp quá, hấp tấp quá. Cái kho đồ mình đầy, nói chung là mình trộm được nhiều thứ lắm bạn ơi. Mấy thanh niên. Ôi, hello. Hello. Xe tao đậu á, ta tại tao mắc ị quá nên tao vô xin nhà người ta. Vô tao xin đi ị thôi mày ơi. Vậy mà cũng nghi ngờ. Nè, nhà của mình là tứ phương đều là nhà nha các bạn. Đấy, bạn đi ra là nhà hết. Nhà của mình ở đây hết. Lên cấp, lên cấp. Lên cấp, lên cấp.
lên cấp ở đâu học skill chứ? Skill chứ nhờ? Ý là mình có thể là mở ra được hay là nhanh nhẹn thẩm định chơi, mình thích thẩm định bạn. Các bạn mình sẽ mua được bộ khóa phá khóa ngầu hơn bạn ơi. Nói chung là ok, đào tạo mở khóa tiêu chuẩn nữa nghe. Ăn rồi đào tạo riết đây à, khóa tiêu chuẩn nữa bạn. Ừ đấy à, thế à đấy, khóa được rồi, khóa được rồi, thôi được rồi. Ừ hay ôi à, tới khúc này là bạn ứng bậy là bạn sai hết nha bạn. Xuống 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 em ơi, xuống em ơi, xuống. Yes ấy, thanh niên này gọi nữa, thanh niên bắt mình đi phá đồ nữa bạn, dễ hiểu luôn. Ê, 113 là số cảnh sát đó ba, bớt chơi ngu lại ba. Ui là nhà kế bên luôn bạn. 113 là nó đụng là nó báo công an liền. Đây 113 đúng không? Đây tới rồi đó, nhà nhà nó nào bạn. Nhà tao nha, tuyên bố nhà này là nhà của tao. Nhà đó bạn. Đó, thanh niên chủ nhà đó. Thanh niên vô. Vô phòng ngủ rồi bạn. Ê, thanh niên phát hiện xe. Ê ê, bậy bậy xe tao, xe tao, xe tao. Ờ tao đi nè, tao đi nè, trời ơi. Đấy, tao đi nè, bye bye. Ờ tao để xe. Ơi, thấy tại mày đó thấy chưa? Tự nhiên đâu xe. Ủa, à à đường nha, nhà nó trong đó. Ờ nó bạn này nó gọi là chuyên nghiệp phải. Giờ mình khóa ngon hơn, ngầu hơn rồi bạn ơi. Thằng đó nó chưa vô nhà nữa. Chị trong. Nó chưa vô nhà. Ôi đủ xanh, nó chưa vô nhà thiệt bạn. Ôi. Chờ hang quỷ này vô nhà ha. Quỷ này vô nhà. Ôi trời. Đúng mày là đồng nghiệp của tao đúng không? Tao chắc mày là đồng nghiệp của tao luôn á. Ê, chữ chậm gì? Lum 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 lum. Cái kho đồ đầy nữa chứ bạn. Ờ, cái đầu xanh á. Ôi, tại cái thằng đó nó không chịu đi. Á, đi. Cửa kiến, mày, ôi, cửa kiến nhà vệ sinh. Mày hả bưởi? Ờ, đi. Không phải phá cửa kiến bạn, mà mình sẽ phá luôn cả cái, phá luôn cả cái vệ nhà vệ sinh. Ờ, cái đầu xanh á. Chứ ngu quá thiệt. Thanh niên tự nhiên cái đứng đây. Đâu thế nhờ. Đây đứng đây đây. Đâu ba. Ui đứng đó nữa à. Bố mày hơi cay mày rồi đấy. Bố mày nhìn mày lâu lắm rồi đấy con ạ. Bố mày nhìn. Bố mày nhìn mày lâu lắm rồi đấy. Cái nhà mày sinh đâu. Mày. Mày hả bưởi. Rồi 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 rồi. Tới nè. Tên rồi nữa, tên rồi. Kim kì. Như dưới đây có cái thùng rác, có cái thùng rác. Come on, come on. Anh, cái thằng đó nó bị lát rồi bạn, chứ không phải là do mình đâu. Ở cái thùng rác là cái nơi mà mình núp hay núp nhiều nhất luôn á. Nói chung là một ngày làm ăn cướp thì cũng ổn đấy chứ hả. Kiếm được 400 mấy đô. Nói chung là bạn làm ăn cướp bạn phải chân bạn phải lẹ lên đó bạn. Trong nãy của mình đó quá lẹ luôn. Ê nhẹ ý, thanh niên Vinny đã gọi mình. Ồ leo trèo đồ.